còn gam màu nào thu hút hơn sắc đỏ gợi vẻ sang trọng, quý phái và sắc sảo như những đóa hoa hồng nở rộ? Bộ trang phục mà Melia giới thiệu đến các quý cô ngày hôm nay chính là một thiết kế đầm lụa, mềm mại và bồng bềnh. Với tông màu chủ đạo là sắc đỏ thu hút, kết hợp cùng những đường nét tinh giản sẽ giúp các quý cô tôn lên được vóc dáng hài hòa. Điểm nhấn chính là bông hoa hồng thủ công được làm nên từ những nghệ nhân sẽ giúp cho thiết kế này thêm phần bắt mắt hơn. Và với dáng đầm này thì Vân Anh tin chắc rằng cũng rất phù hợp để các quý cô có thể đi làm, đi chơi hay là đi dự những buổi tiệc nhẹ nhàng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không sở hữu ngay sản phẩm này đến từ nhà Melia? Có hai cách thức đặt hàng đơn giản, chính là đặt hàng online, các quý cô sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, được miễn phí vận chuyển. Và nếu có thêm thời gian thì xin mời các quý cô ghé qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu những sản phẩm ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.